Nếu muốn làm thân cổ thụ thì phải chịu khó đứng một mình. Nếu muốn nương tựa nhau thì phải chịu khó làm thân cây cỏ. Nhưng cái hay của sự sống, cổ thụ một mình mà nó không thấy cô đơn. Là thân cây cỏ nhưng nó chưa bao giờ than thân trách phận. Là cổ thụ nhưng chưa bao giờ nó so sánh với cỏ dại để nó cảm thấy nó tự hào vì nó hơn người. Làm thân cỏ dại nhưng chưa bao giờ nó so sánh với cổ thụ để nó cảm thấy thấp cổ bé họng thua người. Nhưng hễ con người của mình á, nếu là cây cổ thụ thì là cảm thấy nếu không phải là cô đơn vì sống một mình thì cũng so sánh với người thấp cổ bé họng hơn, để rồi mình tự mãn, tự đãi, tự tôn, tự kiêu. Khi mình có cái nhà 3 lầu cao hơn 3-4 cái nhà xung quanh thì cách mình nói nó khác. Khi tiền của mình nó nhiều, cách mình hành động nó khác. Khi quyền của mình nó cao, cách mình ứng xử nó khác. Khi mình có nhiều tài sản, ngủ mình không đóng cửa thì mình giấc ngủ mình nó cũng khác. Và khi những thứ đó vô thường ra đi, hoặc mình ra đi vô thường, thì nỗi đau khổ của mình nó cũng khác. Còn nếu không, thân mình là cỏ dại, thấp cổ bé họng, thì lúc nào mình cũng mong đợi một điều gì đó diễn ra giống giống như cổ thụ vậy đó để mình mới sống. Mình chờ đợi một điều kỳ diệu, một cái nhà, một cái xe, một đứa con, một gia đình, một cái bằng cấp, một số tiền, một điều gì đó mà mình nghĩ rằng có nó rồi mình mới sống. Và mình cứ như vậy chờ cho đến khi hơi thở cuối cùng giật mình, thì sự sống nó không cho phép mình chờ nữa. Hãy sống như là sự sống. Cây không cần phải so sánh với cỏ, cỏ không cần so sánh với cây. Cỏ không cần trở thành cây để sống, và cây cũng không cần so sánh với cỏ để sống. Sự sống của mỗi loại đều trọn vẹn và đẹp nhất. Và sự sống của mỗi con người của chúng ta, cái cảm nhận sâu sắc bên trong đó, nó trọn vẹn bao nhiêu mới là quan trọng, chứ không phải là mình so sánh với người hay đợi một điều gì đó diễn ra rồi mới được trọn vẹn. A Di Đà Phật.